con mua cá cơm. Nãy con có dặn cô Hai để cho con ký cá cơm á. Đây, cái này gì rồi? Cái này vậy kho. Kho không biết nhiêu lần. Không biết nhiều lần luôn. Cái này mình cần cắt không cô Hai? Cái này cắt thí dụ như cô mấy cái con nhỏ quá vậy nè là khỏi cắt. Dạ. Cắt cũng như mình con bự này cắt hả? Con lựa mấy con bự này là cắt. Khô này phơi mấy hai nắng nó mới được gì hay? À, hai nắng. À, phơi cái này hai con Hai có ướp muối gì không? Không. Chỉ là phải tư lên cái mình phơi thôi. Để con biết gì, con nghiêng đó. Cũng như vậy mình biết ăn mình có nêm mặn, nêm lạc. Dạ. Vậy là cái này là không có mặn luôn? Không có mặn luôn. Cũng như vậy mình ủi xong vậy là lên phơi luôn. Dạ. Ở chợ là nó mặn lắm chứ cô? Dạ. Cũng như ở chợ nó mặn là cũng như người ta làm mặn, đặng người ta để lâu nó không bị hư cá. Dạ. Còn cái này là bán liền không hả Hai? Bán liền, dạ. Cũng như thím vậy đó, phơi vậy bữa nào thì vô nhà thì qua bữa sau bán. Dạ, nhiêu ký Hai? Cái này hơi để con 180. Dạ. Cái này 180 kg. Dạ rồi. Bao nhiêu ký cá cơm tư mới được ký cá khô? 4 ký cá cơm tư. Ồ, cũng nhiều lắm nha. Dạ, vậy con gửi sơ tiền cô Hai. Dạ. Vậy là 4 ký cá tươi. Trúc Ly ơi, mới được một ký cá khô như này. Nè, dạ, cảm thấy dễ hiểu à. Nhưng mà nó khô, nhưng mà thật ra nó đổ ra một cái là đầy cái sề luôn. Vì cũng như của người ta phơi á, không có được khô hung, thành ra nó nặng ký, gần như của thím vậy. Cái thím phơi cho thiệt khô, thành ra nó nhanh, nó nhẹ ký, ký nhiều lắm. Ăn này là an toàn luôn, khỏi sợ. Lâu luôn á. Mà lâu lắm nha. Ủa, nhà hiệu nhà phao luôn á. Nè mấy con này nè, cắt lâu lắm. Này là chống chỉ định cho những người mắc kép. Vậy là mình phải thủ vài cây kéo xuống dưới mình nhờ mấy cô cắt tiếp. Đúng rồi, cắt tiếp mới được, cái này cắt lâu lắm á. Trời ơi, ba chị em mình cắt cái khi hai phơi sạch trơn ha. Hết thanh sừng luôn. Nè. Trời ơi, nhìn ngon ghê luôn á, cái nhìn éo vậy nè. Thơm. Cảm ơn cô Hai nhiều. Chị thấy người ta phơi á là con cá nó về. Cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn cô. Về để con cắt. Thôi, về cảm ơn hết. Dạ, cảm ơn cô. Sau khi mà mấy chị em tụi con mua cá cơm ở nhà của cô Hai về gửi cô chú thì ghé nhà bà Chính để mà tập trung lực lượng mình đi cắt cá cơm. Thì tại vì cá cơm này là mình phải cắt, mình bỏ cái phần đầu với lại cái phần đuôi á, không thôi là ăn nó rất là sảm luôn. Rồi thêm cái phần bụng của nó nữa phải cắt ra luôn cho nó sạch như thế này nè, thì hồi mình kho nó mới ngon. Mình ngâm nước xong rồi mình ngâm nước. Còn nếu mà mình để cái đầu này nè ăn nó sảm, nó rất là khó ăn luôn á. Nãy rất là đỏ nhưng mà nãy giờ mình luộc cho nó mềm trước rồi đó cô chú, cho nên là nó ngã màu rồi. Mình sẽ để vô trong để mà mình nấu luôn. Còn đây là cái phần dưa mắm nè, chút xíu là mình sẽ ăn kèm. Nên mình sẽ làm cái món đó là cháo đậu đỏ ăn kèm với lại khô cá cơm. Em bán là đầu tư để mà mua được cái nồi này nè cô chú ơi, lên nhà mình tính nấu cho nó đẹp. Nồi mới luôn nha, bữa nay là khai trương nghe, hồng phát hồng phát. Cái này là gạo mình nấu nãy giờ rồi. Rồi mấy chị em mà cho luôn cái phần đậu vào để mà mình nấu chung luôn cho nó mềm mất cô chú. Bữa trước cháo lá dứa, rồi bữa nay mình nấu cháo đậu đỏ cho nó may mắn. Lấy cái bọc mình định thơm quá chừng luôn. Chậm chảy với nhiều bấm lại đúng rồi. Cái cơm này mua 100.000 ký à? Rồi, 200.000. Và cô Hai bán là 180. Bớt 20.000. Cái này còn nhiều lắm. Mà ăn này bắt cơm lắm á chính. Ăn này bắt lắm. Ăn được quại luôn á. Cô Hai bá này bá không có ướp muối. Nóng cá cơm này sáng ai mua chị? Cô Hoa chứ ai? Chị với Út với Cẩm mua. Hết này muốn hết thanh xuân. Thâm thẩm chiều châu luôn á trời. Này là hiệp hai. Tao biết mày ở nhà nãy giờ là tao khiêng mày gọi rồi. Còn ở nhà chứ đâu, con kêu con Cẩm á, là nào làm điện con. Thấy không? Mày hú dây trời quảng, mày hú gì chứ không? Nhỏ nằm, nhỏ chằn, chọc, nhỏ chờ, đợi gần chết. Mày kêu tiếng nào chứ? Có kêu. Nhỏ kêu cái là bài là tới thiệt. Hết cá cơm là hiệp hai rồi đó chứ. Nghe ông xã nó điện cái ngồi nó quên luôn. Mắc thịt chung. Ôi cái mùi dưa mắm. Không không chị? Không. Mới nè. Mới nè. Này là tay em đã rửa sạch rồi nha cả nhà. Yên tâm. Rửa sạch rồi không sao cơ. Có ông chi cà que mình ngồi kế bên nè. Chín rồi, cái này chín là khỏe rồi nha.
Chừng nào đi tái khám lại chính? Bữa 10 tây. 10 tây, 10 tây tháng 7. Vậy là 4 ngày nữa. 4 ngày nữa. Cô ba hốt miếng của bà. Dạ. Tóc nhiều nhiều cho hai bà lắm đi. Bữa nay là ông Chính gọi chiếc băng kia ra không Chính? Cái miếng chắc chắn á. Cái miếng băng kia thì ở bệnh viện, còn cái băng này ở nhà. Dạ. Cái này là mình tự rửa luôn. Gỡ kêu chi ta đóng tiền, mình rửa nhà luôn. Dạ. Rồi có nói chừng nào cắt chỉ gì không hay là nó mai chỉ tiêu? Nó chắc nó mai chỉ còn chỉ chắc tới khám chắc chắc luôn á. Dạ. Cái gì nó mai chỉ tiêu, nó không dám mai chỉ tiêu rồi. Cái này co tới tay coi này luôn. Cái tay này mình cử động tới luôn, mai chỉ tiêu sẽ mất. Mới cây hình như này nó 4 ngày 5 ngày gì mà khô gan chứ. Dạ. Bữa thứ hai đó, nhập viện bữa thứ hai, bữa nay thứ sáu, thứ bảy rồi. Ngày thứ ba mẫu. Ngày thứ bảy. Với cái tay cũng đỡ, mình không có đi, không có ít có động. Cái ăn uống mình ăn kỹ kỹ xíu là được. Nó cử gì em Chính? Nó cũng không có dạng gì chứ, mình muốn cử gì cử. Em Chính cử gì? Có không cử gì hết. Vậy là sáng cử cơm, chiều cử hủ tiếu. Chị em chịu cử rồi. Có gì cử đó là ăn nhà hai buổi. Mày nói là ông Chính ngày nào ông cũng cử hết. Thì chưa lại cử cháu rồi nữa nè. Ngày nào cũng hai ba cử hết hả? Để sớm cái nồi cháu mới được. Rồi để lá dứa vô chưa? Dạ. Con cháu nè, để muối vô cho nó cái đậu nó mau mau mềm. Kho cá cơm khoan đi. Em hỏi cái đậu luôn đó, đậu đen hay đậu đỏ? Đậu đỏ, đỏ, đỏ em. Bình thường em thấy cháo ở ngoài chợ người ta bán là đậu gì ta? Đậu đỏ. Đỏ. Ừ, cái chảo này không hết rồi. Đỏ nè em. Quá thế nhiều rồi. Ôi nhiều dữ luôn. Ô xào nó ngon dữ nha. Trộn lên. Quá hấp tiêu để ớt vô luôn. Đói bụng quá à. Ở bên đây thì em thích ăn như mắm không mấy cẩm? Em hả chị? Dạ. Rồi chị trộn nha. Chị trộn đi. Tỏi không dưa mắm em ăn được. Là con đã sắp sợi cái phần dưa mắm rồi cô chú. Cứng không kém. Giờ mình sẽ ướp với lại một xíu bột ngọt, tỏi với lại đường nữa. Tại vì dưa mắm đã mặn sẵn rồi. Đứng lên đi mình chết. Đứng lên. Đứng lên. Đi vòng vòng đi. Chính cho xin chén cơm nguội Chính ơi. Gấp miếng này vô ha, gấp miếng cá kho nữa là hết sảy con bảy. Hết sảy con bảy luôn. Mình đừng có nói là một chén cháo, một tô cháo. Dạ. Đây ông Chính ăn hai tô luôn nha. Rồi, chắc cỡ tô gửi được. Dạ. Ông Chính bị thương nhưng mà vẫn ra phụ mấy chị em á cô chú. Chính phần cho mới thôi mà Chính. Rồi, rồi, chút xíu. Đây là cái nồi tô cá cơm kho nha cô chú. Nước nó tắt rồi. Cô chú anh chị và các bạn ơi, thì giờ này cái nồi cháo đậu đỏ mấy chị em tụi con nấu cũng đã chín rồi. Bên đây thì có thêm cái phần khô cá cơm được kho rất là hấp dẫn luôn. Có kèm thêm nữa là dưa mắm này với lại nước cốt dừa. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn một tô cháo với lại mấy chị em tụi con nha. Thì từ trước đến giờ mấy chị em bán ở nhà ông Chính cũng rất là nhiều luôn. Cho nên đợt này thì sẵn khai trương cái nồi mới á, mấy chị em cũng muốn là sẽ gửi tặng những cái phần cháo này đến cho mấy cô và mấy em. Nhưng mà nãy giờ thì mấy cô với mấy em chưa có biết, cứ nghĩ là mua thôi chứ không có nghĩ là được tặng. Bây giờ thì con sẽ nói thử coi mấy cô và mấy em thấy như thế nào nha cô chú ơi. Đây, để đứng lên một cái. Mấy chú ơi, mấy cô ơi, mấy em ơi, hôm nay cháo đậu đỏ là mấy chị em tụi con sẽ tặng cho mấy cô với mấy em luôn, không có lấy tiền nha. Được không, có thích không? Trời ơi, sao ai cũng quan mang hết trơn vậy. Dạ, bây giờ thì mấy chị em con không có bán cô chú ơi. Hôm nay muốn khai trương cái nồi cháo đậu đỏ, hy vọng là sẽ lấy lại được những cái gì gọi là may mắn và hạnh phúc cũng như là sức khỏe nhất đến cho mấy chị em tụi con và mấy cô mấy chú luôn nha, các cô chú anh chị và các bạn luôn. Bây giờ thì sẽ bắt đầu múc cho mấy cô mấy chú đang có mặt ở xóm nhà ông Chính luôn. Đây cô chú ba. Mấy chị ơi. Mấy chị nói ngồi chờ công nhận. Ai, ngồi chờ tao mua. Ngồi tao mua mà mày bán gì vậy, tao đi nè. Chị ơi, tôi đại diện xin cho mấy ông bằng hầu không về tao tương hộ. Dạ được, dạ được. Dì Hảo ngồi đi, dì Hảo đừng có đi. Rồi. Chắc chị chạy vô lấy cái mâm cho em dễ bưng ha. Dạ. Cái thôi.
Nè chú ba ơi. Rồi. Rồi múc cho bà Út kìa. Chú ba múc tô hay gì? Chú ba tô lớn rồi đó. Chú ba này là tô này hay gì? Khoan, cái này là khoan của chú ba kìa. Còn cái tô cá nữa chú ba ơi. Muỗng nữa nha. Hay muỗng đi. Rồi, cái này là của chú ba nè. Rồi, còn một tô cá nữa nha này. Dạ, đưa luôn, tặng luôn. Dạ được. Nãy giờ tao nói bán nó ngồi đây tao đợi. Vụ tao. Không có vụ đâu mà, nó thiệt á. Dạ. Rồi. Múc thêm tô chén nó lên đi nha này. Gửi qua liền luôn đó. Ăn luôn đi dì Hảo. Nay là phục vụ tặng chỗ luôn mà. Rồi. Cái này dạ đưa cho ai? Dạ bà Út trước không hay sao? Dì đưa cho bà Út đi. Ai nữa nói lên Bảy ơi. Rồi này bưng lại cho bà Út đi. Giờ chèn xuống hay sao? Chèn xuống hay sao? Rồi múc cá nha ơi. Nè. Đây. Rồi chén nữa nha ơi, chén cá nữa nè Bảy ơi. Hai tô nhìn hai. Rồi. Nè, này là đủ hai phần nè đúng không? Rồi tiếp tục. Đây đây nè Bảo. Nè Bảy ơi. Dạ rồi, tới liền. Đây khoan một chuyện này xuống cho con ngoại. Rồi. Nhiêu được chưa ngoại? Rồi, đây. Quá hấp dẫn luôn. Bảo ơi, Bảo. Thôi lấy cho ai nha. Con chỗ chồng lấy cái chén đi. Dạ, qua bên chị này là mình đếm xuống bạn nào còn chống là bấm hay gì em? Dạ, lấy thêm chén này nữa thì em xả xuống. Chị ba nó bảo mà nghe báo ơi. Này ngăn ơi, gấp vô cho trong đây cho ông Bảo luôn. Em ăn cá không hay là ăn gì? Ăn cá, ăn này không? Rồi luôn ha. Rồi mấy đứa ơi, chuyền tô lên đây cho chị. Lên đây múc nè, nhanh lên. Rồi lên đây. Mấy đứa ơi, mạnh nay nó cầm tô đi cho nó dễ nè. Để vô trong cái tô nó cho nó luôn đi. Giờ mình còn dư hai phần này. Vậy là múc thêm một tô nữa. Rồi ai chưa có cháo nè. Chị Phượng tô chưa có chưa? Chị mấy bé đứng sao chị quá chừng vậy chị? Đó. Rồi đưa tô ngang. Mấy em ơi, mấy em có ăn cá với lại dưa không? Như mắm không? Hay là ăn cháo không? Cháo không? Cháo không? Rồi cái tô này có ai qua nhận nè? Qua đây nè bé ơi. Bạn nào đưa tô thì qua đây. Đây tô này có ai qua nhận nè? Rồi. Nè con trai. Có ăn cá gì vậy? Ăn ở đây luôn cái gì? Em để đây cho cắm. Đi vô nhà đây sao? Tùy chợ hết. Bà Chính chưa có không bà Chính? Nè con. Cầm chắc nha con, nóng nha. Mấy chú ơi, xe hộ sợ hết chưa? Mấy phần nè Chính? Mấy phần? 4 phần. 4 phần. Dạ. Cho con muỗng luôn nghe bà Chính. Nè của con nè, về chồng lấy muỗng nha. Con có ăn cá không? Chị ơi, xong mấy phần đó cho mấy chú hở hồ 4 phần. Lấy tô này được cái gì? Bà không, bà Chính lấy tô nha. Chính lấy tô chị ơi. Nè, của con nè. Rồi. Dạ. Rồi tô nè bạn này. Mãi vô. Này là để gì nữa? Đợi xíu. Chị nhìn thôi mỗi tay nha.
Ê, của con nè. Đầy đủ luôn, nhiều quá. Dạ, đây, 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 con bắt đầu nhiều lắm nè mấy con ơi. Nè Quýt, cái văn của em nè. Giỏi. Đây đây đây, gì con đứng ra được rồi, khỏi ấm lên. Rồi chị ba ơi, múc cái này đi. Đây. Con ai chưa có kêu con nghe. Chị Mến. Xíu nha. Ăn đầy đủ không cô? Bảo anh đâu? Rồi bà chính đưa tô qua chị ba. Thì con lên lấy tô. Bước lên nhà. Rồi, đây Út ơi. Vợ cầm ra nó Út nóng không? Cái này để vô mắm hả bà Chính? Xong bốn phần này chị múc cho ông chứ bà Chính còn một phần. Vậy để cái này lại đi, múc thử chén đó không? Quá kêu rồi, quá kêu rồi. Giờ này là cháo ngon lắm nha. Để chen nước cốt vô. Rồi còn tô nữa kìa. 41 à. Vậy đi, đi. Cái mình bưng lại chăn màn hồ. Dạ. Không hỏi luôn, vừa hỏi vừa ăn. Rồi, để anh chén gì đi con. Rồi. 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 Xong rồi bà Chính ơi. Có không? Có không luôn hả? Qua đây nè. Ăn gì? Ăn gì con chị? Chén miếng nước cốt đi ha. Chén này nha. Không chén là không đâu. Chắc đâu rồi. Rồi, béo ngậy luôn. Rồi, chị ơi, cho. Anh hai tô đi. Múc cho anh hai tô đi chị. Anh hai với anh cậu. Qua đây lẹ, cô rút lên đây ăn. Dạ, hai tô nữa đi chị ơi. Đừng có đợi, nước cốt. Rồi. Nè, cái này của anh hai không nước cốt nè. Của ông Chính là nước cốt không? Bình thường phải không Chính? Hả? Thấy con ha. Ừ, nước cốt đi. Nước bình thường đi. Nước cốt không? Khoan bà Chính khoan đi, để bà Chính về cái đã. Rồi, ông Chính. Rồi, còn ai nữa không? Tô đi. Tô, tô không? Anh Trung, một tô cháo ha. Rồi một tô, nè em Trung lấy luôn Trung ơi. Nè có cái ba Trung nè. Cái ba Trung. Rồi nó cốt hơi nhiều. Dạ. Nó cốt nhiều không ngoại? Cốt nhiều con. Đồ ngoại cũng lấy cốt nhiều không? Bà ngoại gì cũng được. Xuất sắc luôn bà ngoại ơi. Ngoại gì cũng được hết trơn. Rồi. Còn ai nữa không? Rồi thêm miếng dưa, miếng cháo. Nãy lấy cháo mà không lấy cháo. Thì hồi nãy không chịu nghe. Đó là một sự hiếu sót. Chú cậu to nha. Ăn đi cho nó giải nhiệt. Khỏe. Chị múc ít thôi. Thằng nào? Anh nhìn tâm kìa cho vui. Trời ơi, ở dưới đây nè, cô chú thấy nè. Đó, bà con hôm nay. Ngon không mấy cô ơi? Dạ ngon. Nãy giờ cắt cá cơm nhiệt tình quá, giờ này ăn là ai cũng khen hết. Bà ba ngon mà ba. Chắc chưa này mà ăn cháo. Trai trai bay. Là cái gì? Cháo cũng ngon nữa mà cá cũng ngon. Béo ngậy thơm ngon nha. Ăn buổi trưa là sức mồ hôi luôn nha cô chú ơi. Còn bên đây là vẫn tiếp tục là múc những cái phần cháo thơm ngon cho mấy cô trong xóm nè. Đó. Một tô đưa chuyện lên cho cô hai luôn. Ờ có nếp không? Ít có. Ông Chính ăn được không? Ông Chính. Cảm ơn. Ông Chính ơi, đừng ăn nữa, đợi con chút xíu đi. Khoan, ngừng cái muỗng lại. Ngừng cái muỗng lại. Tại có nếp quá nghe. Nếp hả? Nãy giờ ăn mấy muỗng rồi. Trời ơi, nếp nữa nếp cho luôn đi. Nếp ăn được rồi. Không, em ơi, số lượng ít không có sao. Tại cái tay em Chính mới mổ á cô chú. Gì hả? Bị đứt cái tay mà nếp bình thường. Vậy chứ vợ ngon quá, không lẽ cái tân ngưng chưa được ngưng. Ổng không ta? Ít quá đâu có sao. Ít vậy không có sao đâu. Gì hả? Bây giờ lỡ ăn rồi ngon quá, không lẽ ngưng lại nó kỳ.
thôi ăn luôn. Dạ lựa nếp với gạo ra. Dạ làm cà phê cái hả? Để đưa vô rồi vô trong tự lựa. Tự lựa. Chắc không sao đâu tại con pha hai cái lại á. Ngon quá cảm ơn. Ngon không chín? Được không anh hai? Ồ dạ. Mặn mặn. Còn cá này ngon. Dạ, ăn thêm nói con lấy nha, còn cá nhiều lắm á. Giờ ông là dương quá rồi. Ăn thêm tô nữa không mấy cô? Cháu cháu Thím Năm đưa tô đây. Rồi bưng chai chị. Rồi nó có cái gì? Miếng rồi. Anh nhờ có em gửi. Bạn lấy chai vậy? Cá cho mày. Lẹ nha. Cút nhiều không ngoại? Này vừa đứa cốt ít vừa phải. Rồi vừa phải. Nó cốt nhiều là khác nữa. Một chén cá nha này. Bà tám tô chứ bà chín tô. Dạ, bà tám bà chín. Nhiều nhiều xíu đi nha này, thêm miếng nữa cho bà bác hai á. Còn nhiều cháu không chị? Chắc được 3 tô, 2 tô, 2 3 tô nữa rồi. Sắp hết cháu rồi mấy cô ơi. Bảy. Nhanh tay lẻ chân lên nha. Sắp hết cháo nha. Quá hấp dẫn. Ồ, vét nồi luôn hả chị? Vét nồi luôn rồi. Cháo à, bán rất là đắt luôn á cô chú ơi. À, mấy cô này với lại mấy em nhỏ mua ủng hộ. Ủa không có mua mà là nhận. Rất là nhiệt tình luôn. Nay cá cơm á mấy cô cắt tiếp rất là nhiều á. Cho nên là cái này mà kho lại thêm một hai lửa là ngon lắm á chị nhỉ. Đúng rồi. Càng kho càng ngon. Còn ai chưa có ăn cháo không? Nãy giờ mình cắt cá là từ sáng tới giờ luôn á mà một chút thôi là chừng khoảng là 5-10 phút thôi là thấy là muốn hết cá rồi đó. Có chưa? Rồi. Dạ rồi. Dạ. Vậy con để vô tô nha. Để tô ấy nha. Dạ. Dạ. Em cho chị một cái tô luôn. Em cho chị để riêng đi. Dạ. Dạ. Vậy cái tô đi. Anh nó giống hết luôn hả? Cho Thím Năm một tô với chị ba ơi. Thím Ba. Cho cái chén rồi. Thím Ba. Hả? Cá được không? Được. Lạc không? Lạc không? Lạc không? Còn lạc gì mà còn lạc nữa đó hả? Quá ngon. Sức luôn rồi. Thím Năm hiền. Rồi. Hết cháo rồi chị Ba. Chắc còn được hay tô nữa. Ăn hay gì? Chắc cái cháo này của cô chú mấy chị em để lại cho mấy chị ăn. Tại sáng giờ thì ai cũng đói hết giờ là cắt cá cơm á. Ngày hôm nay thì rất là vui luôn khi mà khai trương cái nồi mới. Mấy chị em sẵn dịp á nấu một ít cháo đậu đỏ gửi tặng cho các bà con tại xóm của ông Chính luôn. Rất là cảm ơn tấm lòng đến từ cô chú anh chị các bạn gì đã quan tâm và theo dõi nha. Còn bây giờ thì cho bốn chị em tụi con xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.